Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lần đầu tiên sau 61 năm, hồ Kendall ở Hàng Châu ngập đến tầng 2 của một ngôi nhà. Kính thưa quý vị khán giả, bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn, trận lụt sông Dương Tử số 3 năm 2022 hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử vào thứ 6 và dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp tăng nhanh đạt 61.000 m khối mỗi giây lúc 8 giờ sáng thứ Bảy. Trận lụt lớn nhất đã đạt đến Tam Hiệp kể từ mùa lũ năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương hôm thứ Bảy thông báo đợt mưa lớn này ở miền Nam đã bước vào thời kỳ mạnh nhất. Các khu vực mưa lớn nằm ở Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô và các nơi khác. Tình hình kiểm soát lũ vẫn còn gay gắt. Hiện tại Nam Kinh, Thái Hồ, Vũ Hán, NC và những nơi khác đã bắt đầu kiểm soát lũ lụt khẩn cấp cấp độ ứng phó. Theo Tân Hòa xã, sau nhiều đợt lũ bị phong tỏa, mực nước hồ Tam Hiệp đã lên tới 160,17m, vượt lũ hơn 15m. Khi lũ về, dự án Tam Hiệp đang vận hành an toàn thông suốt, có thể thấy từ đỉnh đập Tam Hiệp. Dự án Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ sâu để xả lũ, 3 dòng nước khổng lồ phun ra. Hồ sơ quan trắc của bộ phận vận hành dự án Tam Hiệp cho thấy dịch chuyển, thấm, biến dạng và các thông số chính khác của đập đều nằm trong giới hạn bình thường, các chỉ tiêu an toàn của công trình giữ đập ổn định. Trung tâm điều chỉnh bờ than Tam Hiệp của đập Tam Hiệp Trung Quốc ban đầu dự đoán rằng đợt lũ này sẽ rút đi sau khi đạt đỉnh vào hôm thứ Bảy, nhưng hồ chứa Tam Hiệp có thể mở ra một đợt nước mới vào khoảng thứ Ba tới. Mưa lớn trong đất liền tiếp tục gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh phía Nam, trong đó huyện Yangtze, thành phố NC, tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra tình trạng ngập úng do mưa vào ngày Chủ nhật tại quận U Long, thành phố Trùng Khánh. Trận mưa đã gây ra một vụ sạt lở đất cục bộ và hình thành một hồ đập, hơn 500 người cần được chuyển đi gấp. Bắt đầu từ tối ngày thứ Bảy tuần trước, tại huyện Yangtze, NC, Hồ Bắc đã xảy ra mưa lớn và mưa lớn ở một số khu vực khiến đô thị bị ngập úng nghiêm trọng. Hiện tại, huyện Yangtze đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 1 và khu vực địa phương đang khẩn trương sơ tán những người bị ảnh hưởng. Theo các phương tiện truyền thông nội bộ, mực nước sông Gangun tăng nhanh do lượng mưa lớn. Lũ lụt, Cục Thủy văn tỉnh NC đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ lụt màu đỏ. Một trận lở đất đã xảy ra ở quận Gu Long của thành phố Trùng Khánh và tạo thành một hồ đập. Tại quận Gu Long, thành phố Trùng Khánh bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục sau khi một vụ lở đất xảy ra trên một sườn đồi ở quận Gu Long từ mấy ngày trước đó. Phần thân sạt lở rơi xuống sông Yangang, một nhánh của sông Gujiang. Vào hai ngày trước đó, có một quá trình mưa lớn tại khu vực địa phương và sạt lở đất tiếp tục mở rộng, gây ra gián đoạn đường xá và hoàn toàn chặn sông Yangang, tạo thành một hồ đập với mức nước 13m phía trước đập và dung tích chứa khoảng 420.000 m khối. Theo điều tra giám sát tại chỗ, khối lượng sạt lở khoảng 1,3 triệu mét khối đang trong tình trạng chưa ổn định, đá rơi lẻ tẻ, nước đã tràn qua hồ đập. Hiện toàn bộ 162 hộ dân và 520 nhân khẩu sống trong khu vực nguy hiểm đã được sơ tán, công tác xử lý hồ đập vẫn đang được tiến hành. Ủy ban bảo tồn nguồn nước sông Dương Tử đưa ra cảnh báo lũ lụt cho một số đoạn sông. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Kiểm soát sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra cảnh báo màu vàng đối với lũ lụt ở thượng nguồn sông Dương Tử và dòng chảy Tam Hiệp vào lúc 10 giờ ngày hôm qua và tiếp tục ban hành lũ lụt ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử bên dưới Chenliji, khu vực hồ Đông Tinh, khu vực hồ Poyang và sông Suyang. Cảnh báo màu cam, cảnh báo màu vàng về lũ lụt ở đoạn sông Sigu của sông Kim Sa và sông Chu He và cảnh báo màu xanh lam cho lũ lụt ở khu vực Jinjiang. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng nước từ thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên nhanh chóng.
Theo ước tính, lưu lượng đỉnh điểm của trạm Kutan vào ngày hôm qua sẽ vào khoảng 55.000 mét khối mỗi giây và lưu lượng đỉnh của hồ chứa Tam Hiệp sẽ vào khoảng 62.000 mét khối mỗi giây. Mực nước sông Cảnh Giang ở trung lưu sông Dương Tử rút xuống, mực nước sông Thừa Thiên và khu vực hồ Động Đình dao động ở mức cao, mực nước hạ lưu Hán Khẩu và khu vực hồ Po Yang dao động ở mức cao. Dự kiến các khu vực nói trên sẽ duy trì trên mực nước cảnh báo trong thời gian dài. Lần đầu tiên sau 63 năm, hồ Kandao ở Hàng Châu ngập đến tầng 3 của một ngôi nhà. Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi trên đất liền gây ra các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt. Kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 7, lượng mưa tích lũy trên bề mặt ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang là 710mm, gấp 2,7 lần lượng mưa hàng năm. Theo công văn số 5 của hồ chứa Tân An Cương do Sở Tài nguyên nước tỉnh Chiết Giang phát đi, vào lúc 9 giờ sáng hôm nay, 9 cửa xả lũ của hồ Tân An, tức là hồ Kandao ở Yande, Hàng Châu đã được mở hoàn toàn để xả lũ trong 2 giờ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hồ chứa được xây dựng. Việc xả lũ cũng ảnh hưởng đến người dân địa phương. Đường ống thoát nước ở ngõ Chiết Tây, phố Tân An bị ngập và mực nước đã lên đến tầng 3 của khu nhà. Do mực nước vượt lũ nên 10 giờ ngày thứ ba, hồ chứa nước Tân An Cương đã mở 3 cửa để xả lũ. Sau đó do mực nước tiếp tục lên nhanh nên mỗi ngày mở thêm 2 cửa nữa, đạt 7 cửa xả lũ. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, mực nước hồ Tân An Cương cao tới 110,38m và mực nước vượt lũ 3,88m. Lúc 9 giờ ngày hôm nay, trên hồ Tân An có gió to và mưa lớn, các cửa số 8 và số 2 đã được mở để xả lũ. Lưu lượng xả lũ qua cửa xả lũ là 6.900 mét khối trên giây, lưu lượng phát điện 1.500 mét khối trên giây, tổng lượng xả ra là 8.100 mét khối trên giây. Lưu lượng nửa giờ tương đương với tích nước sức chứa của toàn bộ hồ Tây Hàng Châu hơn 15 triệu mét khối. Sau khi cửa xả thứ 9 được mở hoàn toàn, mực nước ở hạ lưu hồ chứa Tân An Cương dâng cao hơn nữa và dòng nước trở nên hỗn loạn hơn. Theo tờ cảnh báo nguy cơ lũ lụt do Cục Quốc phòng tỉnh Chiết Giang phát hành, sông Tân An, sông Phong Thủy và sông Lan Giang được chồng lên nhau và các trạm thông lưu Phu Giang và Quanh Giang ở cửa sông có thể vượt quá mực nước đảm bảo và trạm cổng vượt quá mực nước cảnh báo. 11 con đê ở quận Phụ Dương của huyện Thông Lưu có nguy cơ bị ngập lụt, 6 con đê ở quận Jinggan, huyện Sihu, huyện Seo San và huyện Phu Giang có nguy cơ bị xói mòn do lũ dòng chảy lớn. Hàng nghìn cư dân đã sơ tán. Bộ phận vận tải và cảng Hàng Châu cho biết do lũ thượng nguồn liên tục xả lũ, khu vực hàng hải Phu Giang của sông Phu Chun đã vượt có mực nước cảnh báo và các đảo đất liền không có cầu nối là đảo Xin Sa và đảo Phu Giang trong khu vực bị ngập lụt ở các mức độ khác nhau. Và sáng sớm ngày hôm qua, quận ủy Hàng Châu, Phụ Dương và chính quyền quận đã quyết định sơ tán khẩn cấp cư dân trên đảo. Tính đến 6 giờ 32 phút ngày hôm qua, tổng cộng 598 người đã được sơ tán khỏi đảo Tây Sa và tổng cộng 941 người đã được sơ tán khỏi đảo Wufeng. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán Hàng Châu nhắc nhở rằng cư dân của các quận và thành phố dọc theo sông Tân An, sông Phu Chun và sông Tiền Đường nên nâng cao nhận thức về an toàn của họ, chuẩn bị khẩn cấp, hạn chế ra ngoài, không ở lại và quan sát sông, nghiêm cấm câu cá, chơi trò chơi dưới nước, tránh đi bộ ở những khu vực nguy hiểm như nước sâu, cầu đổ nát và các tòa nhà cũ, giảm tốc độ khi lái xe, tránh đọng nước và sạt lở đất, không đậu xe ở những nơi trũng thấp, những nơi như cống và nhà để xe ngầm. Mưa xối xả và lũ lụt giết chết 50 người ở Manila. Kính thưa quý vị, hiện có ít nhất 1/3 thành phố đông dân cư và các vùng ngoại ô của nó đã bị ngập trong mưa xối xả và nước lũ ở thủ đô Philippines hôm thứ Ba. Nước từ một hồ phù sa ở phía nam được chuyển hướng vào một con sông chảy qua thành phố Manila và dòng sông này đã dâng lên. Ở phía bắc, một nửa đập mở ra và nước tràn ra. Ở phía tây, triều cường làm ngập vịnh. Những yếu tố này kết hợp với nhau sẽ làm tăng độ khó của cuộc giải cứu. Lực lượng cứu hộ trên xuồng cao su phải vật lộn để giải cứu những người tị nạn đang kinh hãi khỏi mặt nước, có khi chạm tới cổ người dân. Trận lụt đã biến đường phố chính thành sông. Các quan chức cho biết ít nhất 250.000 người đã phải sơ tán trong vài ngày qua trong tuần bão lớn nhất. Mưa lớn và lũ lụt khiến hơn 50 người thiệt mạng. Những bức ảnh chụp một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho thấy mọi người đang nắm lấy dây thừng và bất cứ thứ gì khác mà họ có thể giữ cho khỏi bị gành cuốn trôi.
một trong những người đàn ông bám vào đỉnh cột kim loại từng là vòng ném bóng rổ. Một bức ảnh khác cho thấy hàng chục người cầm ô lội nước sâu đến thắt lưng, chờ người thân mắc kẹt tại nhà đến giải cứu. Bentino Ramos, người đứng đầu bộ phận cứu trợ thiên tai của thành phố, nói nó giống như một Waterworld khi nhắc đến một bộ phim Hollywood với sự tham gia của Kevin Costner, bộ phim chiếu cảnh lũ lụt khủng khiếp trên trái đất. Theo hãng tin AP, các đài truyền hình và đài phát thanh địa phương cho biết họ đã nhận được nhiều cuộc gọi từ những người không thể thoát ra khỏi nhà trong cơn hoảng loạn. Một trong số họ, Josephine Cruz, nói với đài DJMM rằng cô bị mắc kẹt trong ngôi nhà 2 tầng của mình với 11 người, bao gồm cả người mẹ 83 tuổi của cô. "Chúng tôi cần giúp đỡ," cô ấy nói theo đài. "Chúng tôi không thể thoát ra ngoài và nước lũ bây giờ cao hơn một người." Trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ 2 trận mưa xối xả đã giết chết hơn 900 người. Hơn một nửa thành phố và khu vực xung quanh đã bị ngập lụt. Chính phủ cho biết hôm thứ Hai, các quan chức cho biết hôm thứ Ba rằng lũ lụt do mưa xối xả đã rút đi một phần, nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục và lũ lụt có khả năng quay trở lại làm ngập nhiều khu vực hơn của thành phố. Các trường học, cửa hàng và văn phòng chính phủ đều đã được lệnh đóng cửa, nhưng các khu thương mại chính của Manila phần lớn được tha. Một phần là do hệ thống thoát nước được duy trì tốt hơn, không giống như ở các khu ổ chuột. Richard Jordan, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Philippines, mô tả tình hình bấp bênh đối với lực lượng cứu hộ. Nhiều người đã đi qua các khu ổ chuột ngập nước trên bè cứu sinh hoặc thuyền tạm. Cotton nói, có những khu vực mà người dân của chúng tôi không thể đến gần vì có những sợi dây điện nằm trong nước, Cotton nói. Họ có nguy cơ bị điện giật. Tại thành phố Quezon, phía đông bắc Manila hôm thứ Ba, một trận lở đất do mưa lớn gây ra đã vùi lấp một lán trại khiến 9 người, trong đó có 3 trẻ em thiệt mạng. Khi lực lượng cứu hộ điên cuồng đào người, Jesse Ballion nhìn chằm chằm vào một gò bùn từng là nhà kho của mình, vợ, con và cháu của tôi ở dưới. Hãng thông tấn AP đưa tin, Manila đặc biệt dễ bị lũ lụt. Khu đô thị với dân số hơn 10 triệu người này nằm ở vùng trũng, một bên là hồ lớn, một bên là biển. Năm 2009, bão Kesana và Pama đổ bộ trong vòng một tuần. Theo Bộ phận Cứu trợ Thiên tai của Chính phủ, lũ lụt do bão gây ra ảnh hưởng đến 900 người và khiến 929 người thiệt mạng. Lũ lụt đã làm dấy lên lo ngại rằng những thảm họa trong quá khứ sẽ lặp lại. Gordon, một quan chức của Hội chữ thập đỏ cho biết ông không nghĩ tình hình lại trở nên tồi tệ như vậy. "Tôi được an ủi một chút rằng ngày mai mặt trời sẽ ló dạng," anh nói. "Chúng tôi muốn lạc quan nhất có thể, nhưng rất nhiều người vẫn phải chịu đựng tối nay." Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.